sơn trong quỷ nhân chương mười nước động chính là ngôi mộ này ngày đó tôi gặp phải quỷ đập tường tại đây theo hướng ngón tay của tiểu mã diệp thiếu dương nhìn về phía ngôi mộ chính giữa vùng đất trũng thế nhưng thứ khiến cho hắn chú ý không phải là phần mộ mà là phía sau phần mộ có một cây hoè thân cây hoè này thập phần to lớn thân cây nhìn như một chậu nước to đến những nhánh cây cũng siêu vẹo nghiêng ngả tán cây to rậm rạp như một cái đầu đang vươn ra dùng tóc của mình che khuất phần mộ phía trước phần mộ phía trước cách đó không xa còn có một vũng nước đọng dưới ánh trăng hiện lên ánh sáng âm u diệp thiếu dương than thở nơi này muốn bắt quỷ lộng hành cũng khó đây là một cái đầm đã gần khô hạn Nước đọng Dễ tụ âm khí Được mộ hấp thu Bản thân phần mộ lại bị tán cây che đẩy Thiếu ánh sắc mặt trời Âm khí tụ lại càng dễ dàng hơn Thêm nữa Cây hoè là loài quây mộc quỷ Ở đây quỳ dễ thành tinh nhất Quỳ ở đâu? Tiểu mã có chút khẩn trương Phun cái này lên mắt Diệp Thiếu Dương đưa một cái bình nhỏ trong lòng bàn tay cho tiểu mã phun nó lên mắt trong vòng một giờ đồng hồ cậu sẽ thấy quỷ đây là nước gì vậy nước mắt bò à dịch thể của thất tinh thảo nước mắt bò thúi lắm chưa từng dùng bao giờ tiểu mã tiếp nhận phun lên con mắt trái xoa nhẹ mắt sau đó khẩn trương nhìn bốn phía đột nhiên run run cầm lấy cánh tay diệp thiếu dương run giọng nói cái cái kia có phải quỷ không theo ánh mắt của cậu diệp thiếu dương thấy bóng một người mông lung từ đằng xa đi tới giống như bị một sợi dây kéo mái tóc dài rối tung đặt lên hai bên bả vai rất có phòng thái nữ quỷ ui <laughs> nó tới kìa chờ quay dài diệp thiếu dương vẽ hai tờ ẩn khí phù dán mỗi người một tờ. Hiện giờ, quỷ không cảm nhận được cậu thở ra dương khí, thế nhưng vẫn có thể thấy cậu, cho nên cậu đừng có lộn xộn. Chúng ta không nên gấp gáp, xem nó muốn làm gì. Nữ quỷ một mạch đi vào vùng đất trũng, cách chỗ hai người ẩn thân chỉ có hơn 10 thước. Nhờ ánh trăng, có thể thấy rõ trang phục của cô ta. Mặc áo bó sát, hồng đeo thắt lưng, quần bò ngắn cũn lộ ra đôi chân thon dài trắng trẻo trước lồi sau lõ chiếc eo thon mảnh khảnh dịu dàng lắc lư đi một cái lại lắc một cái thật sự rất bà chấm tôi bảo này nữ quỷ này dáng người đẹp thật so với nữ quỷ kia còn ngon hơn tiêu mã hai mắt phạt sáng nốt xuống một ngụm nước miếng đây là người không phải quý quỳ đi chân không chạm đất, lại càng không có âm thanh. Tiêu mã ngẩn ra, lập tức ánh mắt càng trở nên thô bỉ hơn, nhìn toàn thân nữ tử từ, từ trên xuống dưới, nói rằng: tôi nói mà, có quỳ nào lại ăn mặc đẹp như thế? Chà, hóa ra là một em gái, bất quá, giờ đã hơn nửa đêm, sao em ấy lại dám đến chỗ này một mình? Cho dù không sợ quý Chẳng lẽ không sợ sắc lang sao Đừng có dài dòng Cô ta bị dẫn hồn Không nên vọng động Chờ một lát sẽ biết Cô bé kia giống như mộng du Vẫn đi thẳng về phía trước Gặp vũng nước cũng không tránh Cứ trực tiếp đạp lên Khiến cả thân dính đầy bùn nước Sau khi cô ta đến cây hòe Tư chính diện chỉ còn thấy bóng lưng Hai người Diệp Thiếu Dương lúc này mới phát hiện ra Sau lưng cô ta có thứ gì đó quái dị Trời ạ à! Diệp Thiếu Dương một tay bịt miệng tiêu mã Không cho cậu ta kêu lên Cảm nhận được thân thể cậu run nhẹ nhẹ trong tay mình Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể lý giải Lần đầu tiên thấy hiện tượng kinh khủng như vậy Không bất tình Đã là giỏi lắm rồi Cô bé kia đang kéo một người nữ phía sau Mặc sườn xám màu đỏ chót Chân mang giày cao gót trắng mái tóc ngắn phía ngoài y phục hờ hang là làn da trắng bệch dọa người kinh khủng nhất là à không phải đi theo sau thiếu nữ mà hai tay đang ôm lấy eo thiếu nữ vùi đầu dưới nách của cô thân thể bay lơ lửng thẳng tóc phía sau lưng thiếu nữ cứ như vậy được cô kéo đi cái này gọi là quỳ bắc cầu là chuẩn bị trích một đoạn trên thân cậu đứng yên ở đây tôi đi làm việc Diệp Thiếu Dương buông tiểu mã ra Lặng lẽ đi đến phía đó Thiếu nữ lúc này đã tới trước cây hòe Nữ quỷ sau lưng đột nhiên đứng lên Khòm lừng Người như rắn trượt lên thân thể thiếu nữ Thiếu nữ đứng thẳng Cởi thắt lưng trên quần sóc xuống Treo lên Xúc tu trên một nhánh cây Thắt lại thành thỏng lọng Không chút do dự Đưa đầu vào Nữ quỷ gần như đạt được ý nguyện Đột nhiên có một cánh tay từ phía sau Vươn tới Chuẩn xác dán một lá bùa màu tím Lên trán thiếu nữ Ngón cái ấn vào mi tâm thiếu nữ một cái Kéo cô trở về Một tiếng rú ma quái vang lên Nữ quỷ áo đỏ bị kéo khỏi cơ thể Mà à đang nội sinh Ngã nhào trên mặt đất Nữ quỷ kia phản ứng cũng cực nhanh Uốn éo đứng dậy Dường mười ngón tay thật dài Quay sang đâm vào mặt nam từ phía trước còn muốn dãy ruộng Diệp Thiếu Dương cười cười Nhẹ nhàng lách người Tránh thoát công kích nữ quỷ Tay vừa nhấc Tám miếng tiền ngũ đế bay ra ngoài Tạo thành bát quái vị trên không trung Thiên địa vô cực Càn khôn tá pháp Phá Diệp Thiếu Dương hai tay kết ấn Đầy về phía trước Vận sức đánh tám đồng tiền vào ngực nữ quỷ Nữ quỷ kêu lên một tiếng thảm thiết Ngã sấp xuống đất Ngực trái cũng sinh ra một lỗ máu, máu chảy ra ngoài ào ào. Quế, đương nhiên không có máu, đây chính là bộ dáng tử vong thật sự của ả à sau khi bị phá tu vi. Thì ra là bị trọng thương đến chết. Cô nương xinh đẹp như vậy, đáng tiếc, đáng tiếc. Đối với loại ác quỷ này, Diệp Thiếu Dương từ trước đến nay rất thích đùa cợt, một chút đứng đắn cũng không có. Đại sư tham hạc, ta không dám. Nữ quỷ run run không ngừng dập đầu. Quỷ cũng không phải là kẻ ngốc. Mới vừa rồi đánh nhau đã khiến cho ai à hiểu rõ. Thái nhiên này không phải là một pháp sư tróc quỷ thông thường. Diệp Thiếu Dương hai tay chắp sau lưng, nhìn nữ quỷ từ trên xuống dưới. Hỏi, xem trang phục của ngươi thì chắc là ngươi từ thời dân quốc đã chết mấy thập niên rồi. Vì sao không đi đầu thai lại ở đây hại người? Đại sư Minh Giám, tiểu nữ bị gian nhân làm hại. Một thời hồ đồ, ở lại nhân gian. Thành đại sư Tử Bi thường so tiểu nữ chết thảm, Buông tha cho tiểu nữ. Diệp Thiếu Dương nghiêm nghị nói, Trước điện Diêm Vương, thiện ác tự có công luận. Hại người sẽ không tránh khỏi nhân quả báo ước. Đây không phải là lý do người lưu lại nhân gian. Huống hồ ngươi ở nhân gian vài thập niên qua, Chẳng biết đã hại chết bao nhiêu mạng người. Lấy chuyện vừa rồi làm thí dụ. Mau đi âm ti chịu tội đi. Hô oh, hô oh, oh. chỉ cần đại sư dơ cao đánh khẽ, ngay muốn tiểu nữ làm gì cũng được. Làm gì cũng được? <laughs> Nhìn đã mắt là được rồi. Ta cũng không dự định tạo nên mấy thứ tình cảm nhân quỷ. Diệp Thiếu Dương không dài dòng nữa. Dùng bút chu sa, vẽ một tấm dẫn hồn phù, dán lên trán nữ quỷ trong miệng lầm dầm niệm chú thân ảnh nữ quỷ càng lúc càng mờ nhạt sau đó biến mất chỉ vậy là xong rồi hả diệp thiếu dương nghĩ mãi cảm thấy không thích hợp mặc dù bản thân mình rất mạnh nhưng nữ quỷ cũng có gần trăm năm quỷ linh lại tu tả giết người cũng không ít tu vi không nên kém như vậy chứ Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn dòng nước đọng rung rinh trước phần mộ, trong nháy mắt hiểu ra, mỉm cười. Thứ đó, thiếu chút nữa thật chết em gái này, cô bé vẫn nằm dưới gốc cây hòe, không nhúc nhích. Thiếu nữ nhìn qua chừng mươi tuổi, xinh đẹp như hoa, dáng người vô cùng hoàn mỹ. Diệp Thiếu Dương đi tới, muốn gọi cô dậy. Vừa cúi đầu nhìn, Nhất thời máu mũi suýt chút nữa xịt tung tóe Bởi dây lưng bị cởi ra Quần sóc của thiếu nữ bị tụt xuống Lộ ra cái nội y nhỏ nhỏ màu hồng Phía trên còn có hình con Angry Bird. Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân Chương 11 Thủy Thi Xong chưa? Cậu thu phục con quỷ cái chưa? Phía sau truyền đến giọng nói khẩn trương của tiểu mã Chẳng phải, bà cậu đứng yên một chỗ sao? <laughs> tôi tới cứu em gái Tiểu mã bước đến, muốn đỡ thiếu nữ dậy Thì đột nhiên dừng lại Trợn mắt há mồm, nhìn cảnh xuân phơi phới phía trước, máu mũi nhẹ nhàng tuôn rơi. Diệp Thiếu Dương duỗi tay tháo thắt lưng trên cây xuống, đưa cho Tiểu Mã. Màu, giúp cô ấy mặc quần vào. Tôi ấy. Tiểu Mã sắc mặt đỏ bừng, vội vàng xua tay. Không được, không được, tôi không quen cô ấy. Như vậy không được đâu, sẽ bị kêu là sắc lang đó. Diệp Thiếu Dương khinh thường bảo. Chẳng phải cậu là sắc lang sao? Cơ hội tốt như vậy Mà không dám lên à Tiêu mã cười ngây ngô Tôi có sắc Cũng là sắc quân tử Bây giờ người ta đang hôn mê Tôi đâu có dám làm sang vậy Hay là cậu làm đi Nhanh lên Nếu không em gái tình dậy Phát hiện không có quần Thì chúng ta khó lòng giải thích Diệp Thiếu Dương gãi đầu Khô sờ nói Được rồi Một chính nhân quân tử như tôi sẽ cố hết sức mà làm. Có điều lúc cô ấy tỉnh dậy, tiểu tờ cậu đừng có nói cho cô ấy biết là tôi mặc quần cho cô ấy đấy. Sao lại không nói? Vạn nhất người ta cảm động, muốn lấy thân báo đáp thì sao? Diệp Thiếu Dương đỡ thiếu nữ ngồi xuống, mặc quần, đeo dây lưng vào cho cô, ngón tay khó tránh, khỏi chạm vào da thịt trắng hồng mềm mại hơn nữa khoảng cách quá gần ánh mắt hắn cũng mất tự chủ rơi vào đôi gò bông đào hô hấp trở nên không đều đầu mũi cứ phảng phất mùi hương ngây ngất của thiếu nữ diệp thiếu dương suýt nữa không chịu nổi luống cuống tay chân mặc quần cho thiếu nữ xong diệp thiếu dương vẽ một lá ngưng thần phù dán lên người cô sau đó bảo tiểu mã bế cô sang một bên dưới tác dụng của ngưng thần phù, thiếu nữ nhanh chóng tình lại, phát hiện mình đang nằm trong lòng một người đàn ông xa lạ. Hơn nữa, vẻ mặt của nam nhân kia còn hết sức bì ổi Nhất thời, hét âm lên, quay sang cắn vào tay của tiểu mã một cái. Ai ui, cô nương buông ra, cô hiểu lầm rồi, chúng tôi đến cứu cô. Cũng mày, thiếu nữ còn có một chút trí nhớ trước lục hồn mề, biết mình không phải bị người ép tới. Lúc này cô mới buông tha cho tiểu mã Nghe tiểu mã giải thích nửa ngày Cô liền hiểu được chuyện gì đã xảy ra Ngờ ngác một lúc lâu Ánh mắt nửa tin nửa ngờ Nhìn Diệp Thiếu Dương đang đứng bên cạnh Anh ta nói Là thật ư Là anh đã cứu tôi Trên đời này Thật sự có quỷ à Diệp Thiếu Dương không đáp Ngồi xổm xuống trước vũng nước đọng lặng lặng nhìn. Rõ ràng là nước đọng, thế nhưng sao hắn lại thấy nó rung rinh, còn thấy mặt nước không ngừng gợn sóng. Cậu nhìn vụng nước ấy làm gì? Tiêu mã bị cắt một cái, không dám ngồi gần thiếu nữ nữa. Tò mò đi tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương, cũng học tập hắn, ngành cổ ra nhìn vũng nước. Diệp Thiếu Dương lấy tay chạm vào mặt nước, đặt lên mồm, nếm nếm hai hàng lông mày nhăn lại cậu khát đến mức điên rồi sao tiểu mã nói nếu cậu khát thì cứ nói một tiếng tôi đi mua nước cho cậu tội gì phải uống loại nước này diệp thiếu dương không để ý tới cậu ta nói trong này có thủy thi nữ quỷ tu vi trên trăm năm đều bị nó hấp thu cho nên mới suy yếu như vậy thủy thi là cái gì Tiểu mã tò mò hỏi Kết quả thay vì được Diệp Thiếu Dương trả lời Thì bất ngờ từ trong nước Có một bàn tay vươn ra Túm lấy tóc của cậu Kéo xuống phía dưới Tiểu mã ngã ùm xuống nước Hai chân vùng vẫy Đạp đạp như ếch Mặt thấy cậu ta sắp chìm Tiểu mã ngã ùm xuống nước, hai chân vùng vẫy đạp đạp như ếch. Mặt thấy cậu ta sắp chìm, Diệp Thiếu Dương nhanh tay lẹ mắt, nhắm đúng vị trí, đâm một kiếm vào mặt nước. Vật kia lập tức thả tay ra, sau đó Diệp Thiếu Dương cố sức kéo Tiểu Mã lên. Tiểu Mã chấn kinh quá đổ, người dại hẳn, tay chân run rẩy, hồi thân một lúc lâu mới chậm rãi đứng dậy, vội vàng chạy ra xa khỏi vũng nước, run giọng hỏi: "Đó, đó là thứ gì?" Thủy thi, diệp thiếu dương giải thích là một thi thể chết đuối trong nước bị quỳ hôn chiếm được thân thể hư thối tới một lúc nhất định máu sẽ hóa thành độc thi cũng không khác gì cương thi bởi vì ngâm mình trong nước dài lâu nên rất thối tôi 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 vừa mới sờ được thứ gì đó bên dưới mềm rất mềm chính là nó sao tiểu mã hồi tường lại còn cảm thấy sợ, nhanh chóng đưa hai tay lên lau mặt, luôn mồm nhổ nước bẩn ra. Đột nhiên, thấy trong tay có cái gì, cúi đầu nhìn, phát hiện ra mình đang nắm một đống gì đó. Mới đầu con tưởng là nước bùn và cành khô, nhìn kỹ lại, ai ngờ toàn là thịt nát và tóc, mùi hôi sọc thẳng lên mũi. Còn có một ít mùi của nữ nhân. Nhật thời cậu ta sợ đến mức tè ra quần, vứt ngay cái đống trong tay đi, cố hết sức đứng lên miệng khan khan kêu không được rồi tôi phải mau chóng đi về tắm diệp tiểu dương từ bên hông lấy ra một lá ngải khô đi tới định giúp cậu ta xử lý vết thương chợt người thấy mùi thúi trên người cậu ta lập tức bịt mũi ném lá ngải qua cho tiểu mã tự xoa lên cổ đi để tránh nhiễm độc thi khử độc thi tốt nhất là dùng gạo nếp nếu không có thì cũng có thể dùng lá ngải. Tiểu mã ngẩn ra, không buồn lau tay nữa, cầm lá ngải xoa lên chỗ cổ bị thi bấu. Có tiếng ken két phát ra, khói trắng bốc lên. Cậu ta đau đến mức khóc thét. Thật xui xẻo, quá sức xui xẻo. Tôi đã bảo đừng tới, thì cậu đừng tới, còn nói cái gì mà một bữa sáng. Tiểu mã vừa nói, vừa khóc. Diệp Thiếu Dương nhìn bộ dạng hôi thối và chật vật của cậu, đồng cảm lắc đầu. Em gái được Diệp Thiếu Dương cứu lúc nãy, cũng đã đi đến bên cạnh, biểu tình có chút đờ đẫn, nhìn hắn. Trước sự việc vừa xảy ra, cô còn chưa tiếp nhận kịp, càng thẳng hỏi. Ở đây, thật sự có quỷ ư? Làm sao bây giờ? Thì giết con Thủy Thi đang lộng hành là được. Diệp Thiếu Dương thuận miệng đáp. Giọng nói tùy tiện, giống như đây chỉ là một việc nhỏ nhặt, tiện tay hoàn thành. Thiếu nữ sừng sốt một hồi lâu rồi hỏi. Không phải, nó đang ở trong nước sao? Là... sao anh làm được? Nhảy xuống bắt nó hả? Diệp Thiếu Dương đào mắt, nước thúi như vậy, ngô gì nhảy xuống? Hắn quay đầu về mặt tươi cười gian xảo nhìn tiểu mã giao nhiệm vụ vinh quang này cho cậu xuống nước bắt thủy thi lên đi tôi á à? tiêu mã mở to mắt điên cuồng xua tay không đi không đi không đi tôi không có pháp thuật xuống gì đó còn chưa đủ cho nó ăn đánh chết tôi cũng không đi diệp tiểu dương nói tôi có biện pháp khiến nó không hại cậu chỉ cần để nó nắm được cậu tôi mặc kệ nước thối như thế đánh chết tôi cũng không đi Sao lại không? Đây là kiếm âm đức đó. Cậu có biết không? Kiếm được nhiều âm đức. Kiếp sau không chừng cậu có thể đầu thai thành người gây. Dẹp, dẹp. Tôi thả mập tám đời cũng không đi xuống dưới đó. Tiêu mã lời lẽ chính nghĩa. Không bị lai đầu. Nói dễ nghe như vậy. Sao cậu không tự mình xuống đi? Diệp Thiếu Dương không nói gì nữa. Mập mạp chết bầm này. Ai quy... Tuy thấp nhưng cũng không ngu tới mức nhảy vào hố lửa <laughs> không nhảy vào vũng nước thối <laughs> hết cạch không thể làm gì hơn là hy sinh chút vốn liếng của mình hắn đành thờ dài mở túi vải lấy ra một bao hùng hoàng đau lòng thả toàn bộ vào vũng nước đó là cái gì tiểu mã trợn to hai mắt hỏi hùng hoàng một loại dược liệu có khả năng đuổi quỷ trừ tà tiểu mã chờ hỏi có phải loại rượu hung hoang mà pháp hải dụ bạch tố trinh uống rồi biến thành yêu xa không đó là hứa tiên không phải pháp hải thiếu nữ nhắc nhở rồi nhìn về phía diệp thiếu dương bây giờ làm gì diệp thiếu dương trống nạnh, đứng trước vũng nước chờ đi thủy thi một hồi không chịu nói sẽ phải bò lên tiểu mã và cô gái kia nghe nói thủy thi sẽ bỏ lên bờ thì vội vàng lui về sau vài chục bước. Tiểu mã đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Ca giận nói, đơn giản như vậy, là có thể bắt được nó, sao cậu dám sai tôi xuống nước. Diệp Thiếu Dương liếc mắt, hồng hoàng đắt lắm, tôi còn phải tiết kiệm tiền nữa. Mẹ nó, tôi còn không bằng một bao hồng hoàng à. Hồng hoàng biết trừ ta, có biết chữ ta không? Thiếu nữ bật cười, bể ngang cậu ta có thể trừ tà tiểu mã vừa chảy một vạch đen trên đầu vừa chảy hai hàng thanh lệ Màu Sơn Tróc Quỷ Nhân Chương 12 Nụ hôn đầu tiên hiến cho quỷ Không quá 10 phút, vũng nước chợt sôi sùng sục, bọt nước nổi lên cao hơn 1 mét. Nó lên rồi, các cậu lùi ra. Diệp Thiếu Dương lùi về sau hai bước, rút ra tàu mộc kiếm, đào mộc kiếm chóc quỷ Tào mốc kiếm hàng yêu Hơn nữa thanh kiếm này đã luyện dưới xếp 30 năm Có linh tính mạnh mẽ Cũng được xem như là bảo vật đạo phái Tiểu mã và thiếu nữ nhanh chóng lùi về phía sau hơn 20 mét Vốn cả hai định chạy xa một chút Thế nhưng lại sợ chỗ khác cũng có quỷ Thôi thì đứng gần Diệp Thiếu Dương cho yên tâm Sau khi kinh qua nhiều chuyện đáng sợ xong Bọn họ đã hoàn toàn thay đổi thế giới quan của mình Bây giờ nhìn đâu cũng nghĩ có quỷ. Phích! Một vật từ trong nước nhảy ra, nằm phù phục trên mặt đất. Ba người nhìn chăm chăm vào nó, chỉ thấy một thân thể trắng nhợt, cả người phù thũng, da thịt bong tróc, mặt nồi đầy mụn, to như có thứ gì ở bên trong. Mái tóc dài rối tung xoắn vẹn vào nhau, vặn vẹo như rắn. Khuôn mặt nó còn kinh dị hơn, một con mắt khô quắt, một có mắt không có mí Đồng từ to như quả bóng bàn lòi cả ra ngoài Phía trên còn có chút máu chảy xuống Do bị ngầm lâu ngày trong nước Nên phân nửa khuôn mặt đều không còn da thịt Lộ ra hàm răng đong đưa Và các khớp xương trắng héo Hiện giờ đã không thể dùng từ kinh khủng Để hình dung bộ dáng của Thùy Thi này được nữa Thiếu nữ vừa trông thấy liền hét toáng lên Sau đó ngất xỉu Tiểu mã thì trước đấy đã thấy quan nữ quỳ ở ký túc xá rồi. Tuy rằng hơi kinh tởm, nhưng tốt xấu gì cũng có chăn đệm, không đến mức bớt tình. Cậu ta liền ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng để cứu cô gái tỉnh lại. Hai người rúc vào một chỗ sợ hãi ôm nhau, không ngừng quan sát Diệp Thiếu Dương đang đến gần Thủy Thi. Thủy Thi không phải đi, mà là đang bò trên mặt đất nó không có chân chỗ hai đùi một giữa có hai vết thương bằng nhau nhìn như hai chân bị người ta chặt đứt Lừng đeo một sợi dây xích bằng sắt to bản một đầu xích khác nằm ở dưới nước cũng không biết sợi xích này dài bao nhiêu hai cánh tay xanh và dài của nó bám trên mặt đất từ từ bỏ đến chỗ diệp thiếu dương diệp thiếu dương vẫn không nhúc nhích diệp Thiếu tử cũng bị dọa choáng váng rồi hả mau mau ra tay diệp thiếu dương đương nhiên không bị thủy thi hù dọa những con quỳ xấu xí trong mắt hắn vốn chẳng có gì khác nhau hắn chỉ đang quan sát sợi xích cột trên lưng thủy thi mơ hồ cảm giác được mặt trên sợi xích có luồng pháp khí nếu như hắn đoán không lầm thì kè chặt đứt chân thủy thi và dùng xích sắt trói nó là cùng một người chẳng lẽ lại là pháp sư Vậy sao? Cái đó không trực tiếp giết nó. Trong giây lát Diệp Thiếu Dương cảm thấy chân đùi tê dần. cúi đầu nhìn, một luồng tóc dài đã quấn lấy mắt cá chân. Càng lúc càng siết chặt. Diệp Thiếu Dương dơ kiếm lên, chặt đứt mái tóc. Một làn khói trắng từ từ thoát ra. Thủy thi hú lên quái dị, tốc độ bỗng nhiên nhanh như tên bắn. Thưa Diệp, Diệp Thiếu Dương không chú ý, nhào đến ôm lấy cổ chân trái hắn há mồm định cắn. Diệp Thiếu Dương vội vàng rút chân ra, lùi lại một bước, Giày bị nó ngoạm chặt trong miệng. Khẩu vị nặng thật, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, vùng kiếm song lên, thủy thi nhà chiếc giày ra, đôi tay xương khô vội vàng bắt lấy tàu màu kiếm. Hai tay nó lập tức bị nướng chín, kem két rung động, chất lòng màu đen từ kẽ tay không ngừng nhỏ xuống. Thủy thi há mồm giống to hơn, dưới ánh trăng có thể thấy nó không có lưỡi cổ họng bị một con bạch trùng dài bám vào, ê như cái càng cua. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, hắn không bị dọa, nhưng lại cảm thấy muốn ói. Thủy Thi không quan tâm đau đớn, kéo tòa một kiếm về phía mình, càng lúc càng gần. Diệp Thiếu Dương có chút kinh ngạc, nó có thể đối kháng với pháp khí. Như vậy, ít nhất cũng phải có tu vi trăm năm. Lập tức, tay trái Diệp Thiếu Dương nặn ra một pháp quyết, đang muốn vỗ lên mặt Thủy Thi. Đột nhiên dưới chân trơn trượt, cả người bị thứ gì đó lôi đi, ngừa đầu té ngã. Cúi người nhìn xuống, nguy rồi, Thủy Thi dùng tóc quấn chân mình. Mái tóc của nó hệt như rắn, trơn lên người, càng ngày càng nhiều hơn. Không đến mấy giây, cả người hắn liền bị tóc phủ kín, cố sức lôi kéo hắn về phía nó. Một người, một thi, Nữ trên, nam dưới dính sắp vào nhau, mái tóc dài bao trọn một vòng, ôm lấy họ, trông như một cái kén tầm lớn, hoàn toàn không nhìn thấy tình hình bên trong. Không thể nào, Thùy Thi chẳng lẽ muốn cương bạo Diệp Tiểu Tứ? Tiểu mã trợn mắt há mồm, lớn tiếng gọi Diệp Thiếu Dương. Tiểu Diệp Tứ, hãy cố gắng chịu đựng nhất định phải bảo vệ chính tiếp, phải đánh bại nó. Chừng nào quay về, tôi sẽ tìm cho cậu một em xinh đẹp để cậu dâng hiến bản thân. Cảm nhận được thân người ướt ướt, dính dính như keo của Thủy Thi, Diệp Thiếu Dương cũng hết sức khó chịu. Đầu của Thủy Thi càng lúc càng tiến gần, há mồm, lộ ra con trùng màu trắng bên trong. Diệp Thiếu Dương vô cùng muốn ói, trong lòng hiểu rõ, Thủy Thi không phải muốn thân thể của mình, cũng không phải muốn tranh thiết của mình, mà là tính mạng của mình. Một khi bị trùng thi trong miệng nó cắn Thì đến thiên sư cũng phải lên thấp Thế nhưng toàn thân hắn lại bất động Không thể di chuyển Mẹ ơi Coi như mình có thiên đại bản lĩnh Thì cũng chẳng thể làm gì Trừ phi Quên đi Để bảo toàn tính mạng Lão tử chấp nhận từ bỏ nụ hôn đầu tiên của mình Diệp Thiếu Dương hết sức đau lòng Cắn nhẹ đầu lưỡi Chủ động dán lên miệng của Thủy Thi Phun thẳng một ngụm máu vào trong mồm nó máu đầu lưỡi trừ ta tốt nhất diệp thiếu dương lại là đại sư linh tính càng mạnh ba phần thủy thi giống lên một tiếng cả người run rẩy tiêu mã bên ngoài nhìn cảnh tượng này đến ngây ngốc lầm bầm nói cao trào quá phịch một tiếng mái tóc dài nổ tung liên tiếp đứt từng khúc thủy thi bị đánh bay về phía trước diệp Thiếu dương lau miệng cặp tóc đứng lên cao giọng thì thầm nhật lạc sa minh thiên địa đạo khai càn khôn vô cực đạo pháp vô biên nhật lạc sa minh thiên địa đạo thai khai thiên chú đây chính là một trong những thần chú mạnh nhất của mao sơn chỉ có pháp sư đứng hàng thiên sư mới có khả năng khống chế bởi vì thần chú này tiêu hao pháp lực rất lớn Vốn dĩ dựa vào tu vi của Diệp Thiếu Dương, giết một con thủy thi hoàn toàn không cần dùng chú mạnh như vậy. Chỉ vì con này đã đoạt nụ hôn đầu tiên của hắn, tuyệt đối không thể để cho nó tồn tại. Tuyệt đối không. Trên thần tạo một kiếm, hiện lên một đạo thanh quang, đâm vào yết hầu con thủy thi. Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng. Phá! Bùm! Thần thể của thủy thi nổ tung, vô số thịt nát xương tan rời đầy đất diệp thiếu dương lại lau miệng <laughs> hắn mà muốn hủy diệt thì chính là như vậy phải đến một lúc sau tiêu mã và thiếu nữ mới hồi phục tinh thần nhận ra thủy thi đã chết bèn kéo nhau chùi từ gò đất lên tiêu mã giơ ngón tay cái khen ngợi tiều diệp tử cậu trâu thiệt à còn quỷ lợi hại như thế mà thoáng cái đã bị cậu giết chết Mới vừa rồi Cậu bị nó vây khốn Tôi còn tưởng cậu không xong Không xong rồi Cơ mà lúc đó cậu đã làm gì Làm thế nào mà đánh bay được nó ra vậy Không được hỏi Diệp Thiếu Dương gắt một tiếng cắt lời tiểu mã Chuyện vừa rồi xảy ra Chính là ký ức thê thảm và nhục nhã nhất Trong cả cuộc đời hắn Tiểu mã thấy sắc mặt hắn đỏ bừng Trong lòng đánh lộp bột Lẽ nào Diệp tiểu tử thật sự đã bị thủy thi Gì gì đó Thì triển thiên chú Vô cùng hao tồn pháp lực Diệp thiếu dương khoanh chân ngồi xuống Nhắm mắt lại Dùng mao sơn dưỡng khí thuật điều hòa khí tức Hồi khí Một lát sau cảm thấy khá hơn Hắn mới đứng dậy cúi đầu nhìn Đống thịt nát bấy bầy nhảy Lục này đã hóa thành máu vào mồ Thấm xuống mặt đất Diệp Thiếu Dương nhặt sợi xích kia lên Cố sức ném nó ra ngoài. Dịch có dài hơn 10 thước đi nữa, thì mọi chuyện cũng đã kết thúc. Hắn chăm chú nghiên cứu một lát, làm bầm nói, đây là pháp khí được tạo ra từ huyền thiết, quả thật là do pháp sư làm. Pháp sư à? Là người cũng biết bắt quỷ như cậu à? Tiêu mã giật mình, vậy tại sao cái đó chỉ khóa thủy thi mà không giết nó? diệp thiếu dương lắc đầu mục đích của hắn không phải giết nó mà là nuôi nó